mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nghe đọc luôn cái quyển Tuyệt Thực Đi Về Đâu của Thái Khắc Lễ nhá. Thế xong bắt đầu mới nghĩ là sao những con gấu ấy nó nhịn tận cả 3 tháng mùa đông mà nó nằm ở trong hốc cây đấy, mà nó tránh, mà cơ thể của nó vẫn nuôi được sống nó. Con tằm nó nhả tơ nha, nó nằm ở trong kén không biết bao nhiêu ngày, thế mà đấy là con tằm nhả tơ, thế mình làm sao mà mình không thể nhịn được. Vậy là bắt đầu cô mới thực hiện cái phương pháp nhịn, thì người thầy cũng giải thích như thế là để lấy các cái mô bệnh tật trong cơ thể của mình ra nuôi các cái gì là nội tạng đấy, tức là nó lấy các cái phần máu trong cơ thể, tức là lấy các cái phần máu trong cơ thể để nuôi lại các cái cơ quan mà chính thức của mình như là tim phổi đấy, tim phổi gan các thứ nó vẫn điều chỉnh được hết tất cả. Thế thì sao một cái bộ máy của con người là chỉ có bỏ vài hạt gạo, vài cái rau ra thôi là thành máu nuôi cơ thể, tại sao mình cứ phải ăn nhiều các thứ thế? Thế là bắt đầu cô mới nghĩ như thế và bắt đầu cô nhịn được 11 ngày. Đây cái quyển mà cô ghi nhịn đây này, nhịn từ ngày mười mấy đến ngày mười mấy cô ghi lại hết, và bắt đầu cái lật mà bị phản ứng thuốc lại cô cũng ghi. Thế thì để lấy cái để mình nhớ, lúc nào mình nhớ ra mình nhớ lại những cái kinh nghiệm để mình nói cho người ta là lúc mà đang thực hiện phương pháp gạo lứt mới mè ăn số 7 thì không phải uống một thứ thuốc gì, mà cũng không nên dùng là thuốc là gai. Còn nếu mà những người bệnh tiểu đường này, bệnh kiểu vớ vẩn này thì cứ ăn bình thường, cứ ăn dần, nó đào thải dần, không phải nhịn thì cũng khỏi. Tức là nó gần như là đây là một bệnh nó quá là khốc liệt thì mình phải nhịn mạnh dùng cái mạnh, phương pháp mạnh để nhịn thì nó sẽ nhịn là phương pháp chữa bệnh mạnh nặng ấy nhất trong tất cả. Ha ha ha,